Chúng ta lại gặp nhau trong kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào lúc trước khi mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy, dù ở ngoài xã hội, họ là những tên giang hồ cộm cán hay là những kẻ sát nhân máu lạnh gây án không ghê tay. Thế nhưng đến khi bị kết án tử hình thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vụ án sát hại 5 người ở Bình Tân đã đi qua, kẻ thủ ác đã phải trả giá. Thế nhưng, phía sau vụ án là một tên tử tù tàn độc không người thân đến đưa tiễn quá ám ảnh. Bởi sao hắn lại bị chính ruột thịt quay lưng đến vậy? Hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những điều bí ẩn trong ngày tử hình tên tử tù vừa tròn 18 tuổi này. Trong phiên xử, Nguyễn Hữu Tình không một lần quay lại phía sau vì anh ta biết không có ai ở đó thương hại mình. Từ ngày xảy ra vụ án, người thân tuyên bố từ mặt và chưa từng đến thăm Tình trong trại tạm giam. Trưa ngày 9 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Hữu Tình về tội danh giết người và cướp tài sản. Tình là người xuống tay sát hại 5 người trong nhà ông Trinh tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chủ tọa phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tình không còn khả năng giáo dục. Hành vi của bị cáo là man dợ, đê hèn khi sát hại 5 người trong gia đình ông Trinh. Vì vậy, tòa quyết định tuyên án tử hình bị cáo Tình. Ngoài ra, tòa yêu cầu bị cáo Tình bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 200 triệu đồng tiền mai táng. Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Hữu Tình đã gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân, bố mẹ của mình. Bị cáo xin hiến tạng sau khi chết để được ra đi thanh thản với những tội ác bản thân đã gây ra. Bị cáo Tình nói lời sau cùng. Tại phần luận tội, xét hành vi của bị cáo là man dợ, đê hèn, đại diện viện kiểm sát đề nghị tử hình Nguyễn Hữu Tình về tội giết người và cướp tài sản. Đáp lại, bị cáo Tình tỏ vẻ bất cần, không cần bào chữa gì thêm hay phản đối đề nghị của viện kiểm sát. Trong khi đó, luật sư của bị cáo Tình đề nghị tòa xem xét thân nhân, nguyên nhân dẫn tới bị cáo Tình phạm tội. Luật sư cho rằng bị cáo mới bước vào tuổi trưởng thành, trước đó bị cáo còn hạn chế về kỹ năng trong cuộc sống. Với người từng trải hơn, bị cáo có thể xử lý được và nhận thức hành vi. Về hoàn cảnh gia đình, Tình là con út, gia đình làm nông khó khăn. Tình nghỉ học từ lớp 9 để đi mưu sinh, Tình thiếu sự giáo dục của cha mẹ. Về tình tiết giảm nhẹ, Tình đã thành khẩn khai báo tất cả những gì liên quan đến vụ việc. Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị tòa xem xét và cân nhắc bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa và bị cáo có phần hỏi đáp ám ảnh như sau. Qua sự việc như vậy, bị cáo thấy hành vi của mình thế nào, đúng hay sai? Đúng ạ. Bị cáo có hối hận không? Có ạ. Bị cáo hối hận như thế nào? Bị cáo không thể mô tả được sự ân hận của mình. Trước những câu hỏi liên tiếp của chủ tọa về việc bà Hồng chửi bị cáo thì hành vi đó có đáng chết không? Bà đứa trẻ vô tội còn nhỏ tuổi có đáng chết không? Tình đáp lạnh lùng, bị cáo không có câu trả lời. Theo cáo trạng do đại diện viện kiểm sát công bố, Nguyễn Hữu Tình được anh Mai Xuân Trinh nhận làm công nhân với mức lương 4,5 triệu đồng. Công việc của Tình là làm tại xưởng sản xuất máng số inox, được bao ăn vào ngủ tại nhà anh Trinh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 12 tháng 2 năm 2018, 27 Tết Mậu Tuất, Tình nằm trên gác, nghe vợ chồng ông Trinh nói về việc Tình lười làm, ngủ nhiều và có ý định qua Tết sẽ không thuê nữa. Tức giận, Tình không ngủ được. Khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 2, 28 Tết, do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây tiếng động làm chị Hồng la mắng, Tình dùng con dao của nhà anh Trinh đâm chết chị Hồng cùng 4 người khác. Theo kết luận giám định, Tình đâm tất cả 56 nhát dao vào 5 nạn nhân, tất cả nạn nhân đều tử vong. Gây án xong, Tình lấy 3 chiếc điện thoại di động, một bộ nữ trang, một laptop, một xe máy và 150.000 đồng, tổng tài sản 18,5 triệu đồng. Đến trưa mùng 1 Tết, công an bắt được Nguyễn Hữu Tình tại Long An. Quá trình điều tra, Tình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa xét xử vụ án thảm sát cả gia đình 5 người ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mới đây, bị cáo Nguyễn Hữu Tình khi nói lời sau cùng trước khi bị tòa án tuyên án tử đã xin được hiến tạng cho y học. Dù việc hiến tạng của tử tù không phải là vấn đề mới đặt ra,
nhưng nguyện vọng này của bị cáo Nguyễn Hữu Tình đã khiến dư luận có những ý kiến trái chiều. Liên quan đến nguyện vọng của Nguyễn Hữu Tình xin hiến tạng, sáng ngày 19 tháng 7, ông NHA, ngụ xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, cha tử tù Nguyễn Hữu Tình cho biết, tội của Tình là quá lớn nên để pháp luật xử lý. Riêng việc Tình có nguyện vọng hiến tạng thì ông A và gia đình đồng tình và không có ý kiến gì. Ông A nói, Tình đã đủ 18 tuổi nên có quyền quyết định về mình. Việc Tình xin hiến tạng, vợ chồng tôi thấy có ý nghĩa và ủng hộ. Gia đình tôi là nông dân, cuộc sống vốn khó khăn, chữ nghĩa thì kém nên mọi việc chỉ biết trông vào pháp luật. Trước đó, sau khi nghe tin tử tù Nguyễn Hữu Tình, kẻ giết 5 người ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xin hiến tạng, bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1950, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã có nguyện vọng xin đôi mắt của tử tù này với mong muốn cho đứa cháu nội của bà là bé gái Nguyễn Thị Yến Nở, sinh năm 2002, tìm lại ánh sáng. Theo bà Tâm, suốt 6 năm qua, bé Nở, nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt axit mù hai mắt, toàn thân biến dạng, phải sống trong cảnh tàn phế. Tuổi thơ của N là những tháng ngày tối tăm không nhìn thấy ánh sáng, không được đến trường, không bạn bè. Bằng tình yêu thương bao la của mình, bà Tâm sẽ làm tất cả vì cháu nội nhằm xoa dịu nỗi đau mà N hứng chịu. Như đã phản ánh, vào ngày 17 tháng 6 năm 2012, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh năm 1984, ngụ xã Hòa Bình, đang chấp hành án phạt tù 18 năm về tội cố ý gây thương tích vì ghen tuông chồng mình có quan hệ tình cảm với Võ Thị Thùy L, sinh năm 1987, mẹ bé N, nên đã dùng axit tạt thẳng vào người hai mẹ con N. Hậu quả, bé N bị mù cả hai mắt, toàn thân biến dạng với tỷ lệ thương tật đến 96%. L cũng bị bỏng, tỷ lệ thương tật 81% vĩnh viễn. Do vết thương quá nặng, cả hai được chuyển lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Suốt 13 tháng lấy bệnh viện làm nhà, gia đình quá nghèo khó, nên bà Tâm đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để lo cho đứa cháu nội và đến giờ vẫn không có khả năng chi trả. Sau khi xuất viện, bé N phải sống trong cảnh tàn phế, nên tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của bé đều do một tay bà Tâm chăm sóc. Riêng cha mẹ ruột của N thì gần đây mỗi người đều đã lập gia đình mới, có cuộc sống riêng tư. Do vậy, bé N chỉ biết bám víu vào bà Tâm cùng sự giúp đỡ của láng giềng và chính quyền sở tại. Bà Tâm nói, trước đó tôi cũng một lần nghe tin có tử tù sắp thi hành án, nhưng gia đình không kịp liên hệ để xin đôi mắt của tử tù này. Hiện việc xin đôi mắt của tử tù Nguyễn Hữu Tình không biết kết quả thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng. Bởi lúc điều trị, các bác sĩ cho biết còn chút hy vọng mong manh cho việc tìm lại ánh sáng cho N nếu như có ai đó hiến tặng đôi mắt. Liên quan đến nguyện vọng xin đôi mắt của tử tù Nguyễn Hữu Tình, ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình cho biết, ông đã chỉ đạo Hội Bảo trợ và Hội chữ thập đỏ của xã đến gia đình bà Tâm để hỗ trợ hướng dẫn về nguyện vọng xin đôi mắt của tử tù cho cháu nội của bà Tâm. Vào năm 2009, khi thảo luận tại Diễn đàn Quốc hội về dự thảo luật thi hành án hình sự, câu hỏi có nên cho tử tù hiến xác, hiến tạng hay không đã được nhiều đại biểu nêu ra. Sở dĩ phải đặt ra vấn đề này là do thời điểm đó có một số nội dung rất mới được đưa vào dự thảo luật là chuyển hình thức thi hành án tử hình từ xử bắn sang tiêm thuốc độc. Khi ấy, các đại biểu quốc hội cũng có ý kiến khác nhau. Người thì nói nên cho phép vì đó là nguyện vọng chính đáng của người phạm tội, thể hiện họ biết quay đầu khi phải trả giá cho tội ác. Người thì phản đối vì cho rằng về tâm lý sẽ không ai chấp nhận được nếu biết một phần cơ thể mình có nguồn gốc từ một tử tù. Năm 2010, luật thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua và nội dung trên không được đề cập đến. Năm 2015, câu hỏi tử tù có thể hiến xác được không một lần nữa được đặt ra tại hội thảo về dự án luật tạm giữ, tạm giam do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức. Tại hội thảo này, nhiều ý kiến tranh luận thẳng thắn thú vị. Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an cho biết, một số trường hợp tử tù có nguyện vọng hiến xác cho y học sử dụng vào mục đích nhân đạo, nhưng do thi hành án bằng tiêm thuốc độc và pháp luật nên cũng chưa quy định về vấn đề này nên chưa thể đáp ứng. Đại diện Trung tâm Điều phối Hiến ghép Mô tạng Quốc gia cũng nói, việc thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc nên nội tạng tử tù sẽ bị hỏng, kể cả có cơ sở pháp luật cũng không thể lấy mô tạng ghép cho người bệnh. Cũng có ý kiến cho rằng, người bị kết án tử hình thì phải chịu thi hành bản án nghiêm khắc của pháp luật, nhưng nguyện vọng cuối cùng của họ được hiến tặng thân xác mình để
để có thể phục vụ mục đích khoa học hoặc cứu sống người bệnh đang cần là nguyện vọng chính đáng nhân văn. Có người thì gợi ý nên chăng nghiên cứu có thêm một hình thức tử tù khác phù hợp để có thể cho phép tử tù được hiến xác, mô, bộ phận cơ thể theo tâm nguyện. Việc bị cáo Nguyễn Hữu Tình xin được hiến tạng cho y học khi nói lời sau cùng trước khi bị tuyên án tử hình cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Thậm chí, có người còn nặng lời cho rằng dù có phải chết cũng không chấp nhận mang cho mình một phần cơ thể của kẻ sát nhân. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 55 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Thị Mai Thuy, 26 tuổi, quê ở Bến Tre, cũng bị tuyên y án chung thân cùng tội danh. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh. Riêng bị cáo Đinh Thị Mai Thuy đang nuôi hai con nhỏ nên chỉ bị tuyên án chung thân. Sau phiên tòa này, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan, bị cáo Thuy thì kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù kháng cáo nhưng hai bị cáo không đưa được tình tiết mới. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh trình bày, nếu bị tòa tuyên y án tử hình thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học. Tương tự, Thuy cũng xin được thi hành án sớm nếu bị tuyên y án vì thời gian tạm giam đã quá lâu. Theo án sơ thẩm, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Thanh vận chuyển 3 kg heroin. Thanh khai vận chuyển thuê cho Đinh Thị Mai Thuy với tiền công là 250 đô la Mỹ. Thuy bị cảnh sát bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cô gái 26 tuổi khai sống tại Campuchia, quen với bà Thanh khi bà đi du lịch. Theo lời Thuy, cô quen một người tên là Smicking, không rõ lai lịch. Người này nhờ cô chuyển các túi đồ qua biên giới với tiền công hậu hĩnh. Thuy không trực tiếp làm mà thuê người làm để hưởng tiền chênh lệch. Sáng ngày 27 tháng 10, Thanh ra bến xe miền Đông nhận hàng từ một người phụ nữ không rõ lai lịch. Vừa mua vé xe đi Phnom Penh, Campuchia thì bị công an bắt giữ. Khi gặp các nữ phạm nhân mang án ma túy tại trại tạm giam công an tỉnh Hòa Bình, mỗi người trong số họ đều có hoàn cảnh khác nhau dẫn đến phạm tội. Điều đáng trách hơn, những nữ phạm nhân ấy đã bất chấp các quy định của pháp luật để mắc nợ với đời, với những người thân của mình. Nguyễn Thị Giang, 45 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bố mất sớm, mẹ Giang thay chồng nuôi 6 con khôn lớn. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, là chị cả nên học chưa hết lớp 5, Giang nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm sống. Khi đến tuổi trưởng thành, nghe theo đám bạn, Giang quyết định vượt biên sang Trung Quốc tìm cơ hội đổi đời. Song thực chất, các đối tượng lừa bán Giang vào nhà thổ rồi làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau gần 20 năm sống ở nơi đất khách, Giang nhớ gia đình, nhớ quê hương, tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Đầu năm 2013, Giang bỏ chồng cùng hai người con trở về địa phương trong niềm vui tột cùng của gia đình. Từ một cô gái hiền lành chân chất, Giang trở nên dạn dĩ, lì lợm hơn. Quá uất ức với những kẻ đẩy Giang vào đường cùng, thì nung nấu ý định trả thù đời, đầy đọa người khác. Số phận đưa đẩy, Nguyễn Thị Giang gặp Đào Viết Mừng, 47 tuổi, trú tại Cầu Đông, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng, rồi bị cuốn vào những chuyến buôn hàng trắng với ông trùm ma túy đất cảng. Mừng thấy Giang nói thành thạo tiếng Trung nên đã sử dụng chính người tình làm phiên dịch cho các cuộc làm ăn, giao dịch với đối tác người Trung Quốc. Việc giao dịch hàng trắng giữa Mừng với đối tượng tên là Luân ở Trung Quốc do Giang đứng giữa phiên dịch thu xếp. Sau đó, toàn bộ số hàng trắng được giá lẻ cung cấp cho đối tượng nghiện, các quán bar, vũ trường, v.v. Thế nhưng, vào quýt giày có móng tay nhọn. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Đào Viết Mừng lên khu vực Tây Bắc lấy hàng trắng về tiêu thụ. Trên đường quay về đến địa phận xóm Trọng, xã Phong Phú, Tân Lạc thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 bánh heroin phía trong xe. Ngay sau khi người chồng hờ bị bắt, Giang tiếp tục thay người tình cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Thế rồi không lâu sau đó, nữ quái này ra lưới pháp luật. Với nữ tử tù Nguyễn Thị Lợi, 61 tuổi, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đáng ra ở tuổi ấy, thì phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình.
Nhưng chỉ vì hám lời, Thị Sa Chân ngập sâu vào con đường buôn bán cái chết trắng, để rồi nhận kết cục đáng buồn. Sau khi chồng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, Lợi không thay chồng nuôi dạy ba con đang tuổi lớn, Thị bước tiếp vết xe đổ của chồng. Trong đó có người đàn ông người Mông tên là Báo, ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vốn là chỗ làm ăn với chồng Lợi trước khi bị bắt. Ngày 1 tháng 12 năm 2011, Lợi cùng người cháu ruột là Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, mang 2,9 tỷ đồng lên huyện Mộc Châu mua 20 bánh heroin. Trên đường về đến địa phận xóm Bản, xã Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình, hai cô cháu đã bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Cao Phong phát hiện. Thấy sự việc bại lộ, Lợi thúc giục người cháu tăng tốc bỏ chạy qua trạm kiểm soát giao thông, đồng thời chống đối quyết liệt khi bị truy bắt. Thế nhưng, cả hai đã bị bắt cùng tang vật là 20 bánh heroin. Mặc dù biết trước kết cục của mình, song hôm bị tuyên án tử, lúc áp giải về trại giam, Lợi vẫn chưa hoàn hồn. Thị chẳng tha thiết ăn uống, đêm nào cũng chằn trọc nhìn ra khoảng không mịt mùng, qua khe cửa buồng giam, suy nghĩ miên man. Ngày ngủ, đêm thức, thoát vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể của Thị suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Đã có lúc, Thị định phó thác cho số phận, nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên, sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm xuống chung thân, sẽ có ngày về, Thị cũng an lòng phần nào. Không dưới một lần, Lợi đề xuất được viết thư gửi các cấp có thẩm quyền xin chết, bởi càng sống ngày nào, Thị phải chịu sự dày vò đeo đẳng, bám giết tâm can ngày đó. Còn Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1974 ở Cao Lộc, Lạng Sơn. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào những năm 2000 cho đến trước lúc bị bắt, tháng 4 năm 2012, nữ quái Nguyễn Thị Huệ được ví von như một bông hồng lửa bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Dân chơi Lạng Sơn luôn thấy Huệ xuất hiện với chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu thì cũng khiến cánh mày râu phải ngoái đầu nhìn ngắm. Vốn bản tính giang hồ va chạm nhiều với giới anh chị vùng biên, Huệ trở nên dạn dĩ trong xã hội và biết đến ma túy khá sớm. Khi vừa bước vào tuổi 26, Huệ đã đi buôn ma túy và bị công an tỉnh Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, Thị ra đầu thú, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, vốn là một phụ nữ tháo vát, lại có quan hệ rộng, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Huệ đã khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu vùng biên. Huệ đứng ra cai toàn bộ số cửu vạn với hàng trăm người làm nghề khuân vác hàng ở cửa khẩu, đồng thời thâu tóm việc đăng ký thủ tục thông quan cho các phương tiện xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại. Huệ có riêng một bàn làm việc và khu vực đỗ xe tại cửa khẩu Tân Thanh. Có điều, ít ai ngờ bên trong vỏ bọc của nữ cai quản xuất nhập khẩu Nguyễn Thị Huệ là một đầu mối vận chuyển ma túy lớn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian dài, Huệ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển heroin sang Trung Quốc, bán và đưa ma túy tổng hợp về bên kia biên giới vào Việt Nam. Mặc dù hồ sơ tài liệu về hoạt động buôn bán heroin của nữ quái Nguyễn Thị Huệ đã nằm trong tay các chiến sĩ trinh sát, nhưng để bắt Huệ một cách an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như các chiến sĩ trinh sát nghiệp vụ là cả một vấn đề khó khăn. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ có phần lớn thời gian sống ở cửa khẩu giáp biên giới Việt Trung. Huệ có nhiều đàn em thuộc dạng cộm cán trong giới giang hồ. Một khi bà trùm của bọn chúng bị bắt, chúng có thể sẵn sàng chống trả quyết liệt để giải cứu và sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc. Sau đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng phối hợp của Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã quyết định sử dụng kế điệu hồ Ly Sơn là điều đối tượng ra khỏi khu vực cửa khẩu 500m và bí mật bắt giữ. Cùng lúc, một tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di biến động tại nhà riêng của Nguyễn Thị Huệ. Khi phát hiện có đối tượng đưa két sắt từ trong nhà đối tượng đi tẩu tán, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ, kiểm tra, xác định bên trong két có hơn 1 tỷ đồng, một số ma túy mẫu. Một mũi trinh sát khác phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy Bộ Công an khám nơi ở của một đối tượng tại thành phố Bắc Giang đã thu 80.000 viên ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Huệ gửi. Quá trình điều tra, Huệ khai mỗi bánh heroin vận chuyển qua biên giới, Huệ được hưởng 5 triệu đồng, có chuyến là chuyển hàng trăm bánh. Theo chiều ngược lại, đối tượng chuyển ma túy tổng hợp vào trong nước để bán. Tổng cộng, đến khi bị bắt, Huệ tham gia vận chuyển mua bán 196 bánh heroin, hơn 7.200 gram ma túy tổng hợp.
Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ là một trong những chùm ma túy trong chuyên án 006N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập. Hiện chuyên án đã kết thúc. Tại hội nghị đánh giá về chuyên án, các đại biểu khẳng định 006N là chuyên án điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn quốc, bởi có số đối tượng tham gia và bị bắt giữ xử lý lớn nhất từ trước đến nay diễn ra trên địa bàn rộng là 16 tỉnh, thành phố, đòi hỏi tinh thần hợp đồng chiến đấu cao của công an các đơn vị địa phương, thời gian dài hoạt động của đối tượng và đấu tranh của cơ quan công an. Sau khi kết thúc chuyên án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số bị can này thuộc 5 đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào, Việt Nam, Trung Quốc. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình đối với 30 bị cáo. 13 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như, thì dường như điều đó đã không còn lối để mà quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó biết nói được hai chữ giá như, thì dường như tất cả đã quá muộn màng.